Chúc mừng bạn Thái Quyền, bạn đã có tiền thưởng 500.000. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi hân hạnh tái ngộ lại với ngân hàng. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định sẽ chào giá, nếu như chưa chấp nhận giai đoạn này sẽ là 51 triệu đồng. Chúng ta sẽ đi tiếp chặng đường tiếp theo bằng cách mời khán giả có mặt trong phim trường dự đoán cặp số 4 là giá trị bao nhiêu, 100 triệu hay 1,5 triệu. Chúng tôi xin mời phòng máy bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. 611. Chúc mừng. Chọn lựa tiếp tục khán giả may mắn thứ hai. 712. Chúc mừng. Vâng, chúng tôi xin mời khán giả may mắn dự đoán. Em tên là Hà Diễm Phương, em xin dự đoán cặp số 4 là 100 triệu đồng. Tôi tên là Hoàng An, tôi xin đoán cặp số 4 là 100 triệu. Như vậy nếu đoán đúng, số tiền 500 ngàn sẽ được chia đôi. Bây giờ xin mời bạn Hoài Phương chuẩn bị, cặp số 9 sẽ được hiển thị ẩn số của đó. Triệu 500 nghìn đồng. Chúc mừng hai khán giả may mắn và tiền thưởng 500 nghìn chia đôi. Xin cảm ơn. Và bây giờ xin mời bạn Phương Thùy cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ẩn số cuối cùng mà chúng ta sẽ khám phá trong cặp số 4 đó là giá trị 100 triệu đồng. Đi tìm ẩn số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.